Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Monster Quái vật nha các bạn. Đây, chúng ta nhận được 3 viên game khi vào game luôn. Rất tuyệt vời. Hiện tại thức ăn của HNT đã lên tới được 500. Và mình đang suy nghĩ đây, chúng ta sẽ kiếm cái con quái vật xanh, mình sẽ cho nó ăn nha các bạn. Quái vật xanh là cái con gọi là mạnh nhất team HNT rồi. Nó là thuộc về anh đại rồi, phải cho nó ăn thôi. Vì cái con này nó có thể cân cả tem luôn. Yeah. Ôi chà, nó max level rồi nè. 105. Và chúng ta còn được 77 thức ăn. 77 thức ăn, bây giờ mình sẽ cho cái con đây, cái con này. Cho cái con này nó ăn. Oh my god, hết thức ăn rồi, mình định là nâng chiêu cho nó mà không được rồi các bạn ơi. Rất là tiếc. Đây, vô chào hỏi anh em những thành viên trong clan HNT Channel cái nào. Hello các bạn. Cả nhà đi, hello cả nhà. Yeah. Và wow, có một thành viên nhưng mà level nó tới 116 luôn các bạn à. Oh my god. Hello Ren, where are you from? I'm B2. Ok. Ồ, cái man nó cũng ghê hay. Và đây, chúng ta sẽ đi xin dụ tiếp. Tiếp tục xin dụ. Ok. Rồi, rất là nhiều thành viên. Những thành viên rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chiến đấu nào. Các bạn xem video thì đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ với giúp HNT nha. Còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel, vui lòng cho HNT một đăng ký và mở thông báo kênh lên nha mọi người. Để khi mà HNT ra video, HNT sẽ live stream về nhiều game, các bạn có thể vào chơi với anh cho vui. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ba con quái. Yeah. Mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của cái con này. Cái con này là cái con hệ lửa và nó rất là hổ báo luôn. Con này quýnh rất là ghê. Này, nó có thể quýnh ba con cùng một lúc đây các bạn. Đó, các bạn thấy sức mạnh của nó ghê gớm chưa? Đây là tới quái vật xanh cũng quýnh được ba con cùng một lúc luôn. Và rất là nhẹ nhàng. Mình đang định, mình nghe giang hồ đồn đó là cái con quái màu đỏ, con hệ lửa này nó có ba chiêu gọi là quánh ba con cùng một lúc luôn ấy. Rất là mạnh. Wow, chúng ta được 2000 thức ăn. Tiếp theo đó là 40. Ok, mình sẽ quất một cái tem bên đây đi. Tem bên đây được 24 điểm. Quấn level cao xíu cho nó có máu, quấn cho vui. Chứ để quấn level thấp quá thì chúng ta sẽ khá là bị thiệt luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ba con quái của tem bạn. Có một con nó chưa cập nhật kịp. Nó chưa cập nhật về hình ảnh kịp. Đây, hãy xem hệ lửa của chúng ta chiến đấu. Nó dập tắt thở được hai em luôn kìa. Tắt không men. Oh my god, tắt được một men rồi. Hiện tại là còn lại hai men. Ok. Oh my god, lại mid nữa. Cái con này làm cái gì mà nó có khả năng mid kinh vậy các bạn. Anh ấy đang sử dụng cái tuyệt chiêu gọi là nhảy lên không ngồi. Bơm năng lượng lên cho vui đi. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái con ngựa này, sử dụng cái chiêu là đá đích thần công. Và cái chiêu là quánh mông thần trưởng. Những cái chiêu thức này là do HNT tự chế ra nha. Ở ngoài không có đâu. Action. Wow. Cha được 50 luôn. Thôi ôi ngon. Hiện tại đang có một cái event cũng khá là thú vị ở cái game này đó các bạn. Ở quấn cái này nữa là chúng ta sẽ được cộng thêm 25 điểm nữa. Chúng ta quấn cái này càng nhiều, càng lên cao thì chúng ta sẽ nhận được khi mà cuối mùa chúng ta sẽ nhận được thức ăn hay là cái gì đó rất là ngon. Chúng này chúng ta chỉ cần chịu cày cuốc chút xíu thôi. Ôi tụi nó có giáp luôn rồi. Ôi có giáp luôn cơ.
Hey man, sao mà tụi nó có giáp thế? Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái con này đó. Nó có một cái chiêu rất là đặc biệt, đó chính là cái chiêu mà cho tem bạn tự đánh tem bạn. Mình mới sử dụng cái chiêu đó rồi à, tụi nó sẽ tự quánh nhau thôi. Bây giờ mình coi cái con nào giáp nè. Xiên giáp nè bé. Yeah. Ố, sao đứa nào quánh mình vậy? Đứa nào? What the hell, đứa nào mới quánh anh? Không nói hả? Không nói. Ok. Dám đánh anh là cái tội, là một cái đội tội rất là nặng luôn. Ở bây giờ chỉ còn là một cái lão già thôi các bạn à. Thôi hốt nó luôn cho rồi đi. Victory. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi leo núi nha các bạn. Ở đây có một cái ngọn núi khá là gập ghềnh và khắc khỉu. Chúng ta phải chịu khó leo lên mới được. Và như còn vài trận nữa là chúng ta sẽ đến với một cái con trùm rồi. Cho nên HNT đã tranh thủ qua cho cái con quái vật xanh cho nó lên level max 100 mấy đấy. Yes, no, yes, no, yes, no, yes. No, no, no. Ok. Đó. Ở có ai comment hay sao đây? Hi anh, ok. Hello em. Anh đang làm video nè, mai nhớ xem nhé. Nhớ xem nhé. Ok. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ anh luôn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu các bạn ơi. Chúng ta đang còn khoảng 2 bước nữa chúng ta sẽ lên tới con trùm. Con trùm này là cái dạng trùm rất là kinh khủng nha, không phải dạng vừa đâu. Wow, bây giờ đó thì chúng ta sẽ thể hiện bản lĩnh của mình bằng cái gì đây? Và cho cái con quái vật xanh quấn trước đi. Con quái vật xanh nó sẽ làm cho đam của tem bạn nó bị giảm các bạn à. Đó. Yeah. Trừ 36% đam luôn. Ôi cha, cái gì ghê vậy man? Ui, nó biến thành một cái con đen thui thui lùi. Giống như cái con người ta gọi là ông kẻ đấy. Các bạn thương biết không? Trong mấy cái bụi cây người ta nói là có ông kẻ trong đó, nhìn rất là ghê. Các bạn không, các em không có nên chui vào đó đâu nha. Ôi cha cha, nó cắn cơ. Thôi, ôi, nó cắn cái con ấy của mình. Kinh quá. Ở cái chiều này đó là chúng ta dập một phát là chết một em rồi. Rồi, gặp ai chứ gặp hoàng tử ếch đó thì nó thẳng ra là tem bạn không cầm cự nổi đâu. Liên hoàng chiêu của anh và anh nó anh quýnh là chỉ cần anh được đánh thôi là đánh gọi là tới hết trận luôn ấy. Yeah. Ồ, victory luôn các bạn, thấy ghê chưa? Ôi con này được lên level nữa rồi, lên được level 88 rồi nè. Ôi cha, anh ta gần lên level 49 luôn rồi man. Sau một hồi gian lao vất vả, kết quả nó gần lên level 49 luôn. U 550.000 vàng. Trời ơi, quay có một vòng thôi mà kinh thế. Ôi, sắp lên tới thằng trùm rồi các bạn ơi. Cái thằng trùm này nó giống như cái con gấu vậy, giống như con đồ chơi vậy, nhìn đúng đẹp luôn. Action. Wow wow wow. Chưa tới Noel mà sao thấy ông già Noel ở đây rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ giảm đi, giảm máu tem bạn nè. Ôi cha. Ui, máu quái vật xanh nó lên tới 100.000 rồi các bạn ơi. Thời ơi. Con quái vật xanh lượng máu như vậy thì ai có thể ăn hiếp được nó đây hả man? Chúng ta giảm chết một em luôn, bây giờ còn hai em. Một là ông già Noel và một là cái con thần sấm. Cha của nó là thần chết. Đó. Ô cha, nó lấy súng sáu nòng, nó xây rồi. Oh my god, nó xây kinh khủng. Thử cái súng mà nó xây như phim Hồng Kông vậy. Đây, chúng ta sẽ cố gắng câu kéo tem bạn đủ các kiểu con đà điểu luôn. Cái gì đâu mà nó bà la xì mùa anh rồi. Dám yếm bùa anh hả bé? Bé biết điều đó là không tốt, không men. Sức mạnh của chúng ta đang bị giảm các bạn à.
nó mình quánh mà giờ bị mít, mà giờ bị từ lưa hộp dưa hết nè. Đó, các bạn thấy không, quánh mà giờ bị mít, quánh không trúng nữa mới đau ấy chứ. Rồi xong, nhất quá tam, không thể nào bị hai lần trên một cái được. Lên đường luôn men. Yeah. Ồ, còn nữa luôn hả? Còn nữa luôn á các bạn. Ơi, con ngựa chúng ta tức quá, nó có chiều anti luôn kìa. Cho các bạn thấy cái chiều anti của con ngựa này. Cái chiều anti của nó mình phải nói là rất là kinh khủng luôn đấy. Nó mà giật đam là nguyên cái tem chết hết luôn. Chúng ta bơm máu lên nè, bơm năng lượng chứ. Ôi, hoàng tử ếch chúng ta được đánh nè. Hoàng tử ếch được đam rồi. Chiêu này là chiêu anti của hoàng tử ếch nha các bạn. Ồ, bốc hơi luôn cờ men. Ồ, bốc hơi luôn cờ men. Ồ, bốc hơi luôn cờ men. Cái gì vậy men? Tự nhiên chết hết luôn vậy đó. Ồ, đôi khi mình không hiểu lý do tại sao mà mình win luôn á các bạn à. Ồ, level 49 luôn kìa. Wow. Cái món quà tiếp theo của mình sẽ là cái gì đây? Đây, thức ăn 18.000, ngon. 49, gần 50 rồi men. Ok, tới con trùm rồi. Trùm sò các bạn à. Đây là một trong đại tướng, một trong những cái con ú cha. Ông già giống như ông già Noel vậy. Thôi ôi, nhìn ngầu phết luôn. Nó được gắn ru đỏ đủ các kiểu con đà điểu luôn kìa. Để chúng ta sẽ cho cái con quái vật xanh đánh trước để khống chế, giảm đam cho thêm bạn. Đó. Oh my god, gì mà bị mít nữa anh hai. Oh yeah. Ồ, nó bị trừ 47.000 máu, bị trừ 65 đam. Ô cha, nó nổ khí xung thiên kìa. Chuyện gì đang diễn ra vậy man? Cố lên. Trời ơi, tụi nó búp cái gì cờ? Búp cái gì mà sáng trưng cả bầu trời vậy mấy man? Ô cha. Trời ơi, lại nữa. Anh không biết tụi nó đang chơi cái trò gì mà anh thấy cái trò này nó không có vui đâu à ngang. Cái trò này nó không có vui đâu à ngang. Ok, hãy xem tiệt chiêu của anh đây bé. 6.000. Chiêu tiếp theo 4.000. Chiêu tiếp theo nữa luôn nè bé. 6.000. Đó, quýnh nó còn 9.400. Đây, chiêu tiếp theo nữa luôn nè. Đúng rồi, 4.000. Rồi bé làm sao còn cầm cự nổi. Ô, 8.000 luôn cầm men. Cái này giống như là người giấy vậy các bạn ơi. Mình quánh nó là nó bắt đầu nó nghiêng đủ các kiểu con đà điểu luôn á. Nó vẫn còn cầm cự được. Công nhận con này nó lị thiệt. Còn cái chiêu anti luôn này xúc luôn chứ hả. Còn ngài ngần gì không dám quất chứ em ơi. Oh my god. Bên kia thì nó được đam, con này nó không được đam. Nhưng mà chúng ta đang muốn hành con này cơ. Một cú đá, thôi ôi nứt đất luôn cơ. Không thể tin được. Ô cha thợ, nó giật đam rồi các bạn ơi, trừ 36. Oh, oh my god, nó đang làm cái trò gì vậy? Nó làm cái trò gì vậy man? Ôi, cái này nó quýnh ba con cùng một lúc. Cái này bà chú tuyết này, cơ bộ căng này. Cái con bà chú tuyết này, thôi ôi, hai bà chú tuyết này chơi cái trò gì thế? Ôi, hết năng lượng rồi, lấy gì đánh em man? Chúng ta phải có năng lực. Ô cha, nó tự bốc hơi rồi. Ôi mà hai con này nó gần tắt thở rồi. Tụi nó vẫn đang cố gắng búp cái gì đó. Búp năng lượng à. Ồ, nó bơm năng lượng các bạn ơi. Mấy con này làm như chiêu nữa. Hoa hao năng lượng lắm hay sao đấy. Nó búp đầy năng lượng nó mới đánh được. Ồ yeah. Chỉ còn hit nữa thôi. Lên đường. Ôi, đúng là cái con trùm này. Con trùm này cũng không khó đánh lắm nhỉ. Victory. Trời ơi, nó vẫn lầy. Nó vẫn chưa chịu chết. Xong.
Wow, chúng ta đã hạ gục được cái con trùm rồi. Mình biết cái chặng này rất là khó, cho nên mình đã nâng cái con quái vật xanh máu nó lên tới 100.000, 100.000 luôn. Ôi, chúng ta đến với một cái vùng vùng tiếp theo nữa rồi. Trời ơi, cái chặng đường nó còn rất là dài luôn ấy. Dài mà nó gọi là nó dài thòn lòn luôn á các bạn ạ. Action. Ôi, tiếp theo là có tới cái con ngựa luôn. Kỳ lân mã. Mấy con này thì cho quái vật xanh nó khống chế đi nè. Anh trùm của chúng ta ở đây mà. Mọi việc thì cứ để anh ấy lo. Ok. Xem nào, dường như là mấy con này nó không thể nào chịu nổi với anh rồi. Wow, con ngựa nó đang dương cái đôi cánh của nó ra. Cố lên nào bé. Đôi cánh thần thánh vẫn tiếp tục được thể hiện luôn kìa. Mít rồi. Từ 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 từ. Oh yeah. Một hit nữa, lên đường con ngựa kỳ lân. Có một cái sừng trước đầu giống như là con kỳ lân vậy, cho nên HNT sẽ tạm thời gọi nó là con ngựa kỳ lân nha các bạn. Lên đường luôn nào. Ít ra cũng cho được 2 sao chứ man. Chính xác luôn, được 2 sao các bạn. Rồi, chắc có lẽ là nó sẽ không cho mình đánh nữa quá. Nó mình đánh ghê quá mà. Ôi chà chà, được một viên màu đỏ. Wow, chúng ta vẫn còn được đánh nữa luôn á. Ôi, lên tới cấp L level 100 rồi man. Càng lên cao thì nó càng vui. Con ở giữa nó cầm tới 4 cây, lượng hai con hai bên nó cầm có 2 cây thôi. Vậy là các bạn đã biết con nào là con trùm rồi chứ hả? Rồi, chúng ta sẽ đập cái con trùm sò trước. Đó. Rồi nó tự diệt đam nó chết luôn. Khi mà con trùm đã chết rồi thì mấy cái con lính lát này nó không là vấn đề gì cả. Wow. Hai cây đao của nó được ngâm trong lửa đỏ, cho nên nó là nó nhìn nó tươi, xanh tươi kinh khủng luôn. Nó tươi mọi loại chói chang luôn á mấy men. Ok, chỉ còn là một bé thôi. Hoàng tử S. Đó, có các bạn nào có xem cái bộ phim mà Hoàng tử S chưa? HNT cũng có xem cái bộ phim rồi, rất là vui. Chung là cũng tình cảm lãng mạn lắm. Yeah. Victory. Wow, cuối cùng thì chúng ta đã giành được chiến thắng ở đây. Và HNT xin tặng các bạn một cái điều rất là nhỏ bé. Đó chính là các bạn muốn cái điều gì tốt đến với mình thì mình hãy mong cái điều đó đến với người khác trước, và sau đó là cái điều tốt nó sẽ trở lại với các bạn. Đó là một cái quy luật, gọi là quy luật về nhân quả, rất là hay. Và HNT chúc các bạn được thành công, gặp rất là nhiều may mắn trong cuộc sống. Còn bây giờ đó thì các bạn xem video thì hãy đăng ký kênh HNT Channel, và đừng quên mở thông báo kênh lên để có thể nhận được những video mới nhất đến từ HNT. Còn ai mà chưa like thì hãy cho HNT một like, và đừng quên chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp HNT với nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chơi kẹt vanh này chút xíu nào. Wow, ok. Tới luôn men. Ôi, chiến đấu luôn men. Ồ, lại được đánh nữa luôn à. Work. Trời ơi, cái gì chứ, team mình là lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Cái chế độ này gọi là quýnh 3 con cùng một lúc đây. Oh my god, kinh quá. Từ từ. Quất em này trước. Ẩn thân chi thực. Yeah. Lâu rồi không chơi Pharaoh siêu trâu với lại cá nóc. Chúng ta có một cái sự bối rối bỡ ngỡ không hề nhẹ. Đây, dập em này tắt thở luôn đi. Và bây giờ sẽ 2 quýnh 1.
nó đang chơi với cái chế độ là 2-1 các bạn ạ. Lên luôn men. Wow, một cục đá vừa được tạo ra để đè cái con pháp sư này lên đường. Victory khá là nhẹ đây. Có một cái vòng quay cho mình, hình như có con cấp L nữa đấy. Cái điều chỉ có điều là chúng ta không có may mắn để lại nhận được cái mảnh đó thôi. Chỉ là cái mảnh đó thôi mà nó còn không có cho cái độ may mắn nữa. Wow, con này cũng cấp L nữa nè. Ôi mảnh luôn kìa. Cố lên nào. Tiếp luôn men. Tiếp luôn. Lại được một cái vòng quay nữa, chắc có lẽ là mảnh nữa đây. Ôi không phải rồi, cho thức ăn. Ôi thiếu rồi. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.